sửa được. Thì hôm nay tôi trình bày về cái đường lối của Phật Thích Ca để chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng ta khó tu đạo Phật. Chúng ta giỏi lắm tu cõi trời là cùng, vì đạo Phật nó đòi hỏi cái điều kiện phải có thầy sáng bạn lành, phải có bậc thiện trí thức, tức là ít nhất cũng Phật, tệ lắm cũng A-la-hán thì mới hướng dẫn chúng ta được. Còn dưới đó thì chúng ta không thể nhận được cái bất tử là cái Phật tánh để đi vào quả nhập lưu. Thời Đức Phật thì cái đức của Phật mà chúng ta biết bao trùm cả vũ trụ, mình chỉ nghe một thời pháp là có thể đắc quả thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Còn bây giờ quý vị có thể nghe tới 1.000 bài cũng chưa đắc quả thánh được, thánh thứ nhất thôi đấy. Vì sao? Vì tôi cũng không biết tôi đắc quả thánh nào. Mà người mà giảng mà như vậy thì người nghe làm sao? Tôi bây giờ cũng đang hoang mang trên con đường thánh quả của tôi, biết rằng có đắc mà không biết phải đúng hay là lọt vào ngũ âm ma. Vì tôi thấy người ta lọt vào ngũ ma rất nhiều, mà lọt mà biết mà lọt cũng đỡ, mà không biết, tôi chưa lọt, không biết có lọt không, nhưng mà tôi biết, biết rõ nó, biết cái bánh vẽ thôi, mà nếu lọt vào chắc tôi cũng chẳng biết gì hết. Thành ra từ đó mà tôi mới qua tu tịnh độ. Mà tịnh độ là cái gì? Cũng là pháp môn của Đức Phật, nhưng mà từ xưa giờ Đức Phật không có chịu vấn đề mà tha độ. Thì tha độ thường thường đưa vào cái cảnh giới tốt, tức là cõi trời thôi, chứ không có mà qua cõi Phật được. Nhưng mà sau 49 năm giáo hóa rồi, Ngài tịch thì Ngài thấy cái hiện tượng giới nào cũng vậy thôi. Thời chánh pháp, rồi tượng pháp, rồi mạt pháp. Chánh pháp là thời còn Đức Phật, Ngài vừa tịch thì 1.000 năm, nhưng mà thôi người nữ còn 100-500 năm thôi. Thì người tu 100 người đắc quả 7-8-90. Rồi sau đó 1.000 năm đó, 500 năm đó, thì bắt đầu từ tượng pháp là 1.000 năm, thì 100 người đắc quả 50%. Rồi từ đó về sau, tức là từ 1.500 năm về sau là thời mạt pháp, tới 10.000 năm đấy. Mà bây giờ mới 2.500 mấy năm, tức là nằm ở thời mạt pháp. 1.500 là mạt pháp rồi, bây giờ 2.500 là mạt pháp hết 1.000 năm rồi, còn 9.000 mấy trăm năm nữa. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi sanh lại cõi này thì ít nhất cũng vài trăm cái sắc thân nữa, thì mình thấy là chắc mình chịu không nổi. Mà quý vị thấy hồi còn trẻ, quý vị nhất là hỏi cha mẹ mình, cuộc đời rất là an vui, người ta sống rất là tri túc, tiện nghi không có đầy đủ, nhưng mà tinh thần rất là cao siêu. Chúng ta thấy cha mẹ ông bà chúng ta sống rồi răng long đầu bạc, ít có người nào mà ly dị lắm. Còn bây giờ ly dị như ăn cơm bữa. Vì sao? Vì cái cuộc sống vật chất quá nhiều. Chúng ta uống nước mặn, mà khát mà uống nước mặn thì cái khát nó thêm. Thành ra bây giờ có lòng dục của con người lên tột đỉnh. Thì bây giờ sắc đẹp, tiền bạc là đứng đầu. Thì thôi bây giờ tôi đi thẳng vào cái cuộc sống bây giờ. Thì quý vị biết là cuộc sống bây giờ rất là đau khổ. Mặc dầu chúng ta sống về vật chất hơn cả người xưa cả gấp mấy ngàn lần, gia đình nào cũng đầy đủ tiện nghi hết á. Gia đình bây giờ đó thì được nhà ngói, có người cất nhà lầu, nó rẻ tiền thôi. Rồi nhà nào cũng có tivi, có điện thoại, có di động, có quạt máy, có tủ lạnh, có đủ thứ. Hồi xưa dễ về xưa mà cái cầu tiêu còn không có mà, phải đi cầu tiêu công cộng thôi. Mà hãy có bệnh hoạn thì phải đổ trong bô thôi. Nó khó vậy đó, chính tôi biết đó. Đi là cầu tiêu công cộng ở ngoài, của chính phủ làm ở ngoài sông. Thì ông bà nào mà trên 50 thì biết được. Còn tuổi trẻ sau này không biết đâu, có cầu tiêu máy rồi. Ở sông ở này kia giờ không cho làm cầu tiêu nữa. Bây giờ gia đình nào cũng có cầu tiêu máy đó. Có khi đó 3-4 cái. Rồi phòng ngủ cũng vậy, ngủ chung không à. Rồi đó tiền bạc khó kiếm, nhưng mà vật chất ít mà tinh thần rất cao.
Những người con mà có hiếu cha mẹ rất nhiều, kỳ đó con là phải dưới quyền cha mẹ. Bây giờ cha mẹ phải dưới quyền con, vì vậy mà ra khỏi đời là cha mẹ không nuôi nữa là đói. Còn bây giờ nó không nuôi nữa thì cha mẹ phải đói, thành ra cha mẹ phải lãnh vấn đề nuôi con. Nuôi con lại, rồi vợ chồng cũng vậy. Hồi xưa thì mấy ông mấy bà nào tuổi lớn thì thấy làm căn cước, hồi xưa kêu là căn cước, thì người nữ đó 100 người, hết 100 người rồi, nghề nghiệp nội trợ, không có nghề nào khác hết. Nội trợ tức là lo bếp núc, ăn mặc ở bệnh trong gia đình cho con cái, người chồng đi làm ở ngoài. Hồi xưa đó là con ơi muốn nên thân người thì lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào kinh cưỡi khi ra thiêu thùa, bếp núc thiêu thùa giá may là bổn phận của người nữ. Còn bây giờ có nhiều nữ không biết nấu cơm nữa nha, con cũng không biết nữa. Rồi trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chừa nghiệp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt sau là ấm thân. Thì chúng ta phải thấy là cái thời nó đảo lộn, thì theo trong kinh dịch nó muốn yên đó, thì người nam là dương thì phóng ra ngoài, người nữ là âm thì bao trùm trở lại. Thành ra người xưa mà muốn cho giữ đứa con cũng như thái tử Siddhartha muốn phóng ra đi tu mà vua cha không cho thì nhất định là ngài phải đi thôi. Thì mấy ông bô lão giỏi lắm, bây giờ muốn cột thái tử là không cách nào. Bây giờ bệ hạ có làm xiềng xích bao nhiêu lớp, thái tử cũng bứt đứt hết, nhưng mà chỉ có sợi tóc thôi. Thì cuối cùng là do Vua Đà La nhốt thái tử hết mấy năm trời, để rồi khi có đứa con thì thái tử muốn giải thoát, lúc đó thấy khổ rồi. Nếu mình ở với Vua Đà La nữa thì ba bốn năm sáu đứa thì làm sao mà giải thoát. Mặc dù vua thì không đói, nhưng mà con cái đông là phải dạy nó. Mà gia Vua Đà La thì không rời thái tử nửa bước thì làm sao đi đâu được. Thành ra ngài phải trốn nửa đêm thôi. Mà khi ngài ở lợi chừng nào thì vua lợi càng 7 ngày đại yến mà 3 ngày tiểu yến, cho ngài say sưa. Mà chính cái say sưa mới thử mới thấy cái mặt thật của cuộc đời là dơ dáy trong có sạch. Trước khi mà mấy cung nữ, mấy bà công chúa mà đến với thái tử thì son phấn đẹp như là tiên nga, mà khi nhậu nhẹt rồi ra rồi nằm ở trên mặt đền vua đó, nước miếng chảy dài, mồ hôi nhễ nhại, thì những cái son phấn nó đi những đường vết như là vết mưa ở ngoài đường, mưa ở ngoài đời, rồi có mùi rượu nặc nồng pha với mồ hôi, nó chịu không nổi. Đó là sự thật bề trái của cuộc đời. Thì thái tử nếu mình ở lại nữa là chết, thì ngài phải trốn đi. Còn ngài tìm đạo tới 11 năm không ra, cuối cùng 49 ngày ngài tự tìm lấy. Thành ra cái khó khăn của đạo Phật đó là nó đi ngược cái cuộc đời, cái tu cũng đi ngược. Thì chúng ta biết là có xác thân này mà ai mà khỏi sanh già bệnh chết. Thế mà thái tử trăn trở muốn tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì chúng ta vẫn tìm cái đó, nhưng mà mộng tưởng thôi, chiêm bao thôi, hoài công thôi. Thế mà thái tử tìm được. Đó là con người vĩ đại, nhờ hôm nay chúng ta mới có. Thì tôi cũng tính đi con đường đó, nhưng mà than ôi, dùng than ôi, tôi là đủ điều kiện nhất, theo Minh Đăng Quang mà. Rồi gặp nhị tổ giác chánh, sống đời sống rất là thanh nhàn giản dị. Ngoài cái ăn, ăn mà thì đâu có nấu nướng gì, ôm bát đi xin, rồi có gì ăn cái nấy. Ở đó ở mà đi hành đạo đó, mà chỗ này chỗ kia đâu có Phật tử, mà lúc đó hai bên đánh nhau kịch liệt, Đắc Mô Phật tử đâu dám xuống, đi vô vùng sâu vùng xa rồi là chịu thôi. Nhưng mà rất là thanh tản, vắng vẻ vô cùng. Mà những chỗ đồng quan rồi kia đó, mình lơ lên đó mình ngồi thiền tới chiều tối cũng không ai hỏi gì hết. Kiếm một bát cơm, mà chúng ta biết miền Nam mà xin cơm rất là dễ vậy.
đi năm nhà thì năm chén, có thể cho tới cả tô lớn á, mình phải từ chối. Thì đại khái nó như vậy. Nhưng mà rồi tôi thấy là cũng không thể đi tới nhập lưu, tới giải thoát được, đừng nói Phật tử. Phật tử bây giờ bề bộn lắm,